ông Gia Tuệ, thi hoa hậu cùng năm với Sa Thi Mạn, sống sung sướng nhờ lấy chồng đáng tuổi cha. Nhắc đến những hoa hậu Hồng Kông thập niên 90, người ta sẽ ấn tượng nhiều với hình ảnh các mỹ nữ có gương mặt tuyệt sắc, đôi mắt hơi đượm buồn và thần thái kiểu điện ảnh. Rất nhiều người trong số họ sau khi đăng quang, thay vì dấn thân vào làng giải trí, thì lại sớm từ bỏ sự nghiệp, lấy chồng đại gia, sinh con, rồi trở thành người phụ nữ của gia đình. Và ông Gia Tuệ, người thi hoa hậu Hồng Kông cùng năm với Sa Thi Mạn, chính là một người trong số đó. Đăng quang hoa hậu năm 1997 với nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời. Ông Gia Tuệ khi đó đã được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí, nhưng cô lại sớm từ bỏ sự nghiệp và lấy chồng không lâu sau đó. Giờ đây, khi đã gần 50 tuổi, nàng hoa hậu ngày nào đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc viên mãn bên chồng con. Mới đây, ông Gia Tuệ khiến mạng xã hội xôn xao khi mừng sinh nhật con trai út 6 tuổi bằng bữa tiệc hoành tráng được tổ chức tại Disneyland Hồng Kông. Tiệc có khoảng 20 người tham dự, tất cả đều mặc trang phục trong thế giới cổ tích. Con trai 6 tuổi của mỹ nhân họ ông hóa thân thành hoàng tử bé, trong khi bà mẹ mặc đồ của nàng Bạch Tuyết. Theo QQ, ông Gia Tuệ còn thuê một dãy phòng sang trọng của khách sạn Paradise để tiếp khách và tổ chức một bữa tiệc hoành tráng theo chủ đề câu chuyện cổ tích. Đêm tiệc không chỉ có phần cắt bánh thông thường mà còn có một chương trình ca múa nhạc đầy màu sắc tạo điều kiện cho các bé vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, chồng lẫn con trai lớn của ông Gia Tuệ không lộ diện. Cuộc sống của ông Gia Tuệ sau khi kết hôn rất sung túc. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Vài tuần trước cô đăng ảnh ở trên du thuyền, sau lưng là biển xanh khoáng đạt. Diễn viên mặc chiếc quần đùi màu trắng, lưng cao, tôn lên vóc dáng nóng bỏng và đôi chân dài thon thả tuổi 47. Ngoài việc chia sẻ thói quen tập thể dục và giảm cân trên mạng xã hội, cô còn khoe tài nấu nướng. Hoa hậu 1997 nói, cô sẵn sàng cả ngày chăm chỉ vào bếp để làm món ăn mà chồng con yêu thích. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ cuộc sống trong ngôi biệt thự song lập của mình ở Mid Levels, Hồng Kông. Trong một cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ, dù chồng hơn 20 tuổi, họ sống đồng điệu. Tôi và anh ấy đều là những người yêu trẻ con. Dù anh hơn tôi 20 tuổi, tình cảm của chúng tôi gắn bó. Con trai lớn của ông Gia Tuệ năm nay 21 tuổi, cậu từng đại diện cho Hồng Kông tham dự giải vô địch cử tạ thế giới và giành chức vô địch trẻ. Tuy nhiên, cậu không có ý hoạt động như một vận động viên chuyên nghiệp mà dự định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình trong tương lai. Ông Gia Tuệ thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997 cùng với Sa Thi Mạn. Trong khi Sa Thi Mạn giành ngôi vị Á hậu 2, thì ông Gia Tuệ đạt ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, không như đa phần mỹ nhân sau đăng quang sẽ làm việc trong showbiz, ông Gia Tuệ không mặn mà với đóng phim, dự sự kiện. Năm 1998, cô từ bỏ danh hiệu với tuyên bố không đảm đương được các trách nhiệm của Hoa hậu. Sau đó nhanh chóng kết hôn với ông Sam Wu, một doanh nhân hơn mình 20 tuổi. Rất nhiều nguồn tin khi đó cho hay, ông Gia Tuệ đã nẫn tay trên người tình của đồng nghiệp. Năm đó, ông Gia Tuệ chơi thân với Lý Minh Tuệ, Á hậu 1 Miss Hồng Kông năm 1997. Ông Wu ban đầu là bạn trai của Lý Minh Tuệ, cũng là người tài trợ cho cuộc thi. Mối quan hệ của cặp đôi này đã khá gắn bó, chuẩn bị kết hôn. Trước ngày cưới, Lý Minh Tuệ có một chuyến công tác dài. Khi trở về, cô sốc nặng khi biết tin người yêu hủy hôn với cô, đính hôn với ông Gia Tuệ. Không lâu sau đó, ông Wu và nàng hậu tổ chức đám cưới tại Mỹ. Sự việc gây ồn ào, Lý Minh Tuệ lên báo khóc lóc, tố cáo ông Gia Tuệ giật người tình. Đáp lại, ông Gia Tuệ phủ nhận. Chồng cô trong khi đó thừa nhận từng tìm hiểu Lý Minh Tuệ nhưng xảy ra sạn nứt, sau đó mới yêu ông Gia Tuệ. Sau khi kết hôn, năm 2000, ông Gia Tuệ sinh con trai đầu lòng. Năm 2015, cô mang thai lần hai và sinh thêm một con trai nữa. Trên trang cá nhân, ông Gia Tuệ thường xuyên chia sẻ ảnh hai con trai, cho thấy cuộc sống xa hoa, viên mãn. Cũng giống với Hoa hậu Hồng Kông năm 1988 Lý Gia Hân, ông Gia Tuệ không hoạt động lĩnh vực giải trí mà chuyên tâm chăm sóc gia đình, giúp đỡ chồng việc kinh doanh. Trên trang Instagram cá nhân của mình, ông Gia Tuệ thường xuyên khoe với người hâm mộ những hình ảnh cuộc sống phong phú, hưởng thụ niềm vui sống. Cô hay đi du lịch và tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, nàng hậu không đăng ảnh với chồng, chứng tỏ cô muốn giữ sự riêng tư trong hôn nhân. Dù đã gần 50 tuổi, nhưng ông Gia Tuệ vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng sáng và thân hình nóng bỏng dù đã trải qua hai lần sinh nở.